Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 6, tập nấu ăn. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài tập nấu ăn. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 30, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động qua việc quan sát tranh và thực hiện các yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất, kể tên các dụng cụ trong nhà bếp. Yêu cầu thứ hai, cho biết tên các loại thực phẩm. Yêu cầu thứ ba, đoán xem hai mẹ con đang làm gì. Cô mời các em hãy quan sát bức tranh và trả lời các câu hỏi trong bức tranh này nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Trước tiên, chúng mình trả lời câu hỏi thứ nhất, kể tên các dụng cụ nhà bếp. Trong nhà bếp có rất nhiều các dụng cụ. Chúng ta nhìn thấy đó là hình ảnh nồi cơm điện, dao và giá để dao, chảo, nồi, thùng gạo, cái rổ. Ta quan sát thấy cái rổ và cái khay đựng trứng, khay đựng thịt, vân vân. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai, cho biết tên các loại thực phẩm. Các em thấy trong bức tranh mình nhìn thấy ở khay dưới đây đó là thực phẩm là thịt. Ở trên tay mẹ cầm đó là rau. Ở bên đây là một khay trứng và ở đây là rổ khoai tây. Đó chính là những thực phẩm có trong nhà bếp trong bức tranh này đấy. Tiếp theo câu hỏi thứ ba, đoán xem hai mẹ con đang làm gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh trong nhà bếp của một bạn học sinh và đây là hình ảnh hai mẹ con đang cùng nhau nấu bữa cơm đấy các em ạ. Hai mẹ con bàn về chuyện nấu cơm hay chúng ta có thể đoán là bạn nhỏ muốn giúp mẹ nhặt rau hoặc bạn nhỏ có vẻ rất hào hứng khi được vào bếp cùng với mẹ đấy. Đó chính là chúng ta đã đoán được xem mẹ con bạn nhỏ đang làm gì. Bài đọc ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng mình hiểu thêm về việc bạn nhỏ trong bức tranh này muốn tập nấu ăn như thế nào. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài tập nấu ăn. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nên đọc văn bản nhé. Trước tiên, chúng mình nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Tập nấu ăn. Hôm nay, mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử tham khảo nhé. Cách làm. Trứng đúc thịt. Nguyên liệu. Trứng gà 3 quả. Thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Các bước thực hiện. 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm đánh đều. 3. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào dàn đều khắp chảo. Rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Lật mặt còn lại rán vàng. 5. Bày ra dĩa. Bài văn này của tác giả Trung Sơn.
Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài. Bây giờ để chúng mình đọc tốt được bài này, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài nhé. Chúng mình nghe cô giáo đọc mẫu. Trứng, đúc, thịt. Ở từ này các em lưu ý tiếng trứng chúng ta đọc là chờ. Nghe cô đọc lại. Trứng, đúc, thịt. Mời các em đọc lại nào. Tiếp theo, thịt, nạc, vai. Trong câu từ này thì chúng mình lưu ý tiếng nạc chúng ta phát âm là n. Thịt, nạc, vai. Mời các em đọc lại nhé. Từ tiếp theo, xay nhuyễn. Các em lưu ý tiếng nhuyễn chúng ta đọc là thanh ngã. Xay nhuyễn. Mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, hỗn hợp. Khi đọc các em lưu ý tiếng hỗn chúng ta đọc là thanh ngã. Hỗn hợp. Mời các em đọc lại nào. Như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nhé. Ở câu dài này, các em lưu ý chúng ta sẽ ngắt hơi ở sau những cụm từ dài và nghỉ hơi sau dấu chấm. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào, dàn đều khắp chảo. Rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc câu dài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc câu dài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc đoạn nhé. Bài đọc này chúng mình có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 là từ đầu cho đến tham khảo nhé. Đoạn 2 là cách làm. Và đoạn 3 là các bước thực hiện. Bây giờ để chúng mình luyện đọc tốt bài, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 1. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Tập nấu ăn. Hôm nay mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn thử tham khảo nhé. Các em lưu ý khi đọc đoạn 1, chúng mình sẽ đọc tên đầu bài. Và lưu ý trong bài chúng mình đọc tiếng làm, chúng mình đọc là L. Và tiếng nay chúng ta đọc là N. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 1 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 2 của bài nhé. Nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Cách làm trứng đúc thịt. Nguyên liệu: trứng gà 3 quả, thịt nạc vai 1 lạng, dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Khi đọc đoạn 2, chúng mình lưu ý đây chính là hướng dẫn cách làm món trứng đúc thịt. Chúng mình sẽ đọc dứt khoát, rõ ràng và lưu ý đọc đúng dấu chấm, dấu phẩy. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc đoạn 2 nhé. Các em luyện đọc xong chưa? Chúng mình chuyển tiếp sang luyện đọc đoạn 3 nào. Đoạn 3. Nghe cô đọc mẫu nhé. Các bước thực hiện. 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô, băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm, đánh đều. 3. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt
vào dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Lật mặt còn lại rán vàng. 5. Bày ra đĩa trung sơn. Khi đọc đoạn 3, chúng mình lưu ý là đoạn cuối của bài nên chúng mình đọc cả tên tác giả nhé. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc đoạn 3 nào. Các em đọc xong chưa? Như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc toàn bài nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Tập nấu ăn. Hôm nay mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử tham khảo nhé. Cách làm. Trứng đúc thịt. Nguyên liệu. Trứng gà 3 quả. Thịt nạc vai 1 lạng. Dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Các bước thực hiện. 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm đánh đều. 3. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Lật mặt còn lại rán vàng. 5. Bày ra dĩa. Bài văn này của tác giả Trung Sơn. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc toàn bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi về nội dung của bài nhé. Câu hỏi số 1. Kể tên những nguyên liệu làm món bánh trứng đúc thịt. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 2 và kể tên những nguyên liệu để làm món bánh trứng đúc thịt nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng mình đã kể được chưa? À, các em ạ, các nguyên liệu dùng để làm món bánh trứng đúc thịt đó là trứng gà, thịt nạc vai, dầu ăn, mắm, muối và hành khô. Đó chính là những nguyên liệu để làm nên món bánh trứng đúc thịt. Câu hỏi số 2. Khi làm món trứng đúc thịt, bước 1 cần làm những gì? Vẫn là luyện đọc lại đoạn 2 để chúng mình tìm câu trả lời cho câu hỏi số 2 nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng mình trả lời được chưa? À, các em ạ, khi làm món trứng đúc thịt thì bước 1 chúng ta cần làm như sau. Bước 1 là ta rửa sạch thịt, sau đó băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. Trong bài là hình ảnh máy xay thịt. Chúng ta thấy đây là hình ảnh thịt để ở trên và cho vào máy xay. Và đây là hình ảnh thịt đã xay ra, nhuyễn ra thành thịt xay. Hoặc chúng ta có thể cho vào thớt để chúng ta xái băm nhỏ. Chúng ta cũng có thể làm được món trứng đúc thịt đấy. Đây chính là bước đầu tiên để chúng mình có thể làm được món trứng đúc thịt. Câu hỏi thứ 3. Tranh bên mô tả công việc ở bước mấy, nói lại công việc đó. Các em quan sát bức tranh. Đây là hình ảnh của mô tả công việc bước thứ mấy trong món trứng đúc thịt. Các em hãy quan sát và đọc lại để chúng ta tìm câu trả lời nhé. Mời các em bấm dừng hình nào.
Chúng mình trả lời được chưa? À, các em ạ, trong bức tranh này chính là miêu tả công việc ở bước 2, cụ thể là đập trứng vào bát, cho thịt xay, hành khô, mắm muối và đánh đều. Các em ạ, khi chúng ta đã thực hiện xong bước 1 là xay thịt rồi, thì bước 2 chúng mình sẽ đập trứng vào bát, sau đó cho thịt xay vào, hành khô, mắm muối chúng ta đánh đều lên. Đó, ở bức tranh này là hình ảnh thịt băm và trứng, hành khô, mắm muối đã được đánh đều lên. Câu hỏi số 4 như sau. Sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự làm món trứng đúc thịt. A. Bày ra đĩa. B. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. C. Cho hỗn hợp trứng, thịt vào chảo, rán vàng mặt dưới. D. Lật mặt còn lại, rán vàng. Để chúng mình sắp xếp đúng thứ tự nội dung theo thứ tự cách làm món trứng đúc thịt, các em hãy bấm dừng hình, đọc lại đoạn 3 để chúng mình sắp xếp nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng ta sắp xếp được chưa? Mời các em quay trở lại màn hình, quan sát cô giáo sắp xếp các bước theo thứ tự làm món trứng đúc thịt nhé. Bước đầu tiên là chúng mình cho dầu ăn vào chảo đun nóng. Cách thứ hai đó là ý B, còn cách thứ hai đó là ý C. Cho hỗn hợp trứng, thịt vào chảo, rán vàng mặt dưới. Ý D là ý thứ ba, lật mặt còn lại, rán vàng. Còn ý A ta lại sắp xếp là ý thứ tư, đó là bày ra đĩa sau khi chúng ta đã làm xong. Như vậy, thứ tự sắp xếp các nội dung theo thứ tự cách làm món trứng đúc thịt đó là cho dầu ăn vào chảo đun nóng, cho hỗn hợp trứng, thịt vào chảo, rán vàng mặt dưới, lật mặt còn lại, rán vàng, bày ra đĩa. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành câu hỏi số 4 rồi đấy. Vậy, qua các câu hỏi mình vừa trả lời, ta rút ra nội dung bài học là gì? À, các em ạ, bài học nhắc chúng ta nói về một bạn nhỏ đã kể lại việc mình học nấu ăn trong hè và giới thiệu công thức một món ăn, món trứng đúc thịt. Bạn nhỏ trong câu chuyện này rất ham nấu ăn và đã nhờ mẹ giúp mình biết cách nấu ăn, và món mà bạn thực hiện nấu đó chính là món trứng đúc thịt. Và cô mong rằng qua tiết học ngày hôm nay, các em sẽ biết cách làm món trứng đúc thịt nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nào. Trước tiên các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Tập nấu ăn. Hôm nay mình vào bếp cùng mẹ và học được công thức làm món trứng đúc thịt. Món này dễ làm mà lại ngon. Mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử tham khảo nhé. Cách làm. Trứng đúc thịt. Nguyên liệu. Trứng gà 3 quả. Thịt nạc vai 1 lạng. Dầu ăn, nước mắm, muối, hành khô. Các bước thực hiện. 1. Rửa sạch thịt, băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. 2. Đập trứng vào bát, cho thêm thịt xay, hành khô băm nhỏ, một chút muối, một chút nước mắm đánh đều. 3. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. 4. Cho hỗn hợp trứng và thịt vào dàn đều khắp chảo, rán vàng mặt dưới từ 5 đến 7 phút với lửa nhỏ. Lật mặt còn lại, rán vàng. 5. Bày ra dĩa. Bài văn này của tác giả Trung Sơn. Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.